Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này, như thế các bạn tham gia một trình AirDrop nhận 66 token có cái hiệu là Depo, khoảng 100 đô cho trình AirDrop này. Và chương trình AirDrop này random cho 15.000 người may mắn các bạn. Để tham gia giải hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video, mở Telegram bấm start chatbot. Thì những giá này 15.000 người là tỷ lệ nhận token là rất là cao nha các bạn. Rồi. Các bạn bấm vào register các bạn. Chạy trên nền tảng ERC20 các bạn. Random. Rồi các bạn đi verify. Các bạn chọn hình ảnh giống này nè các bạn. Con mắt nè. Sau khi các bạn lưu cấp chat xong thì các bạn join vào kênh seller nè các bạn. Các bạn join vào nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi bạn bấm next step. Tiếp tục các bạn follow tờ Twitter nha các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè, dự án này hiện tại có 11k các bạn. Rồi các bạn phần đem follow lại các bạn. Default. Nó kêu mình tờ Twitter và Twitter nè các bạn. Nãy mình quên copy hashtag. Rồi các bạn bấm next step đi các bạn. Tiếp tục con follow Twitter tiếp tục nữa các bạn. Rồi các bạn nghỉ quyết xí hát tát nè, các bạn like nè. Để tan ba người bạn của mình vào các bạn. Để mình qua mình Zalo mình lấy những người bạn của mình các bạn. Rồi các bạn like, các bạn chỉ dẫn cho Twitter nè. Các bạn dán hát tát nó vào nè các bạn. Thăng nè. Sebo. Rồi các bạn dán dưới hashtag này nè bạn. Thăng Sebo coin nè các bạn. Rồi các bạn tăng ba người bạn mình vào tất các bạn. Rồi phan các bạn. Rồi các bạn tự quyết lại nha bạn. Sau khi tự quyết lại xong thì các bạn bắt up lên nè. Rồi bạn bấm next tab. Rồi nó kêu các bạn copy hashtag này và tan ba người bạn với retweet nè các bạn, với link retweet nữa nè. Rồi các bạn like nha các bạn chỉnh dẫn cho tweet nè. Bạn tweet cái hashtag này nè. Rồi bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Sau khi test lại xong thì bạn mở Telegram các bạn bấm next step nè các bạn. Sao mai mình tự ấn lót chậm với ta. Sau khi Binbot chất tan Click Rewit. Rồi các bạn bấm Rewit nha bạn. Rewit xong rồi bạn bấm Net nè. Sau khi ta. Rồi sau khi bạn Rewit xong thì bạn điện lỡ Submit You Profile Link. Thì các bạn mở tờ Twitter của tất cả các bạn ra lại nha bạn. Cái máy của mình tự ấn xong yếu xịu rồi các bạn. Làm sáng làm nhiều video quá. Các bạn nhấp cho ba anh cùng nè, nhấp cho một hồ sơ nè, các bạn nhấp cho ba anh cùng nè, bấm cho chia sẻ nè, các bạn sao chép tại Twitter mình nè, rồi các bạn gửi lại cho bot nè các bạn. Bot lúc phản hồi hơi chậm các bạn, con bot này phản hồi hơi chậm các bạn. Rồi các bạn bấm net nè bạn, nó hỏi dù phải bởi file link các bạn không bấm net nè. Con bot này cập nhật hơi chậm chút xíu nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi tiếp một cái link các bạn đã retweet nghe hồi nãy nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter các bạn gửi lại nè. Bây giờ bài gạch bên cùng nè, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn lướt xuống các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tweet nè. Rồi mình xóa bài này đi các bạn. Nãy mình hai bài tweet tôi hai bài. Xóa tweet này đi. Mình chia sẻ là tweet trên đây nè các bạn, cho đủ hashtag nữa nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi các bạn gửi lại cho bot nè các bạn. Tweet nhiều quá tờ Twitter nó phá ạt các bạn nha các bạn nên cân nhắc. Mình tan những người bạn nào thì tan những người bạn nó thường xuyên thôi nha các bạn. Các bạn tan loạn xạ là nó sẽ. Rồi các bạn bấm next step. Con bot khùng này. Tiếp tục các bạn join vào Discord nè các bạn.
máy Discord mình ra nè các bạn. Con này mình rồi, các bạn bấm vào chấp nhận là mờ nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn nhấp vào ba giờ bên cùng nữa, ba bên cùng nè, thì các bạn sẽ thấy được copy đây, các bạn sẽ thấy được username Discord của tất cả bạn nè các bạn. Rồi Quỳnh Nhân Anh Thăng 6160, rồi các bạn trở về con bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm next test nè. Tiếp tục các bạn điền là username Discord của tất cả bạn là Quỳnh Văn Anh của các bạn nha các bạn. Quỳnh Văn Anh các bạn. Thăng 6160. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Cái bot này phân hồi 200 các bạn. Rồi nó hỏi có phải username Discord, các bạn bấm next nha các bạn. Sao cái máy mình kỹ tập. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với ETH trên với chút wallet nha các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ cài đặt này. Các bạn dùng địa chỉ ETH EC20 nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH mình. Hiện tại top cần ETH đã giọt xuống còn có 1.700 rồi các bạn. 1.700 năm mấy cho một tốc căn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Bot này chậm. Rồi đây thì hỏi chu test thì bấm vào research nha bạn. Là xong tất cả các bạn. Đây các bạn, ok Balenci mình đã nhận được 66 tốc căn Biro nè. Twitter, Rewit này nọ, đồ Discord này nọ. Rồi các bạn bấm vào submit cái nữa cái sao ta. Ok như vậy mình đã gửi hồ sơ cho nó rồi, xong rồi tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.